Phương Thanh, đi làm gái rồi lâu lâu, đăng lên nhận là nghệ sĩ, chúng tôi mang tiếng lắm. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên trong vai trò huấn luyện viên Sóc Việt, chị Tranh đã bộc bạch những trăn trở về hai chữ nghệ sĩ trong giới giải trí ngày nay. Cô khẳng định, những người làm nghề thực thụ, họ giữ gìn hai chữ nghệ sĩ dữ lắm, vì từ nghệ sĩ còn lớn hơn cả từ ngôi sao nữa. Khi một người trở nên nổi tiếng ở một thời điểm nào đó, thì họ được gọi là ngôi sao, còn khi gọi là nghệ sĩ, rồi, thì đó là nghiệp thiện lương cả đời. Những điều tôi nói ra là đúng tâm tư của những người nghệ sĩ thực thụ, còn những người không làm nghề mà lạm dụng hai chữ nghệ sĩ thì tôi mong rằng họ hãy tha cho chúng tôi đi, để chúng tôi làm nghề, chứ các bạn vào quậy phá nhiều quá, khiến sự danh giá của nghệ sĩ bị mất đi và đã đến lúc chúng tôi phải đứng lên bảo vệ hai chữ nghệ sĩ. Ca sĩ Trống Vắng thẳng thắn cho rằng, đi vào làm gái rồi lâu lâu đăng lên nhận là nghệ sĩ, điều đó làm chúng tôi mang tiếng lắm. Nghệ sĩ không ai đi làm gái hay đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó. Nói thật, những dòng trạng thái của tôi, những nghệ sĩ thực thụ rất thích bởi vì họ muốn nói nhưng lại không chịu được áp lực. Tất cả ngôi sao hay nghệ sĩ đều có thị phi, trong đó có cả tôi luôn. Tuy nhiên, mình phải xem là thị phi đó do bản thân tạo ra hay người ta hại mình, đó mới quan trọng. Nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào thì những người trong giới cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nó không tác động quá nhiều đến những nghệ sĩ cố gắng chinh phục khán giả. Vì chuyện cá nhân từng người không ảnh hưởng đến số chung, trong bất kỳ giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, chỉ là vừa rồi bị can nan nhiều quá. Nếu có hiểu lầm, thì mình phải chinh phục lại khán giả, còn hiểu đúng thì sáng chịu vì đó là nghiệp, kể cả tôi cũng thế. Không phải lúc nào con đường của mình cũng bằng phẳng, phải có chông gai.